này đúng không? Dạ đúng rồi. Thành phố Vũng Tàu được cái con đường này đẹp. May mắn của Vũng Tàu ở chỗ là resort nó nằm, khách sạn nằm những bên hết, đâu vô quy hoạch chứ không thôi là nó hư hết. Cho họ ra tiếng ngoài, ra dọc biển cũng được. Ra tiếng đồng hồ đi dọc dọc bờ biển, nhắm chân xuống biển rồi đi về về. Coral. Wave. Đây coi New Wave đúng không? Rất tuyệt vời, cao luôn.
Cái đảo hôm qua kìa.
đây lại. Vượt qua dù cho trời nắng nóng bão rơi mãi, con sẽ soi sáng con.